nếu ai đó đang thấy cái nỗi khổ của mình đang rất lớn, bạn hãy đứng dậy và bạn đi đến những cái nơi tận cùng đau khổ. Bạn sẽ thấy nỗi khổ của mình chẳng là gì. Để mà đến những cái nơi tận cùng đau khổ, những người mà hiến thân cả thân mạng mình để phụng sự cho cộng đồng. Họ rất là cực ngọc mỗi ngày, họ làm rất nhiều việc, họ chịu rất nhiều áp lực và rất nhiều khó khăn. Vậy mà chẳng bao giờ họ than khổ hết ạ. <laughs> theo các bạn hạnh phúc là gì và khổ đau là gì các bạn thử nghĩ xem hạnh phúc là gì và khổ đau là gì có khi nào chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc mà không có khổ đau hay có khi nào chúng ta sẽ mãi mãi khổ đau mà chẳng có hạnh phúc là gì khổ đau và hạnh phúc đó, nó chỉ là hai mặt thôi và liệu chúng ta có biết được hạnh phúc là gì hay không nếu như chúng ta chưa từng trải qua khổ đau Và khi mà chúng ta đang khổ đau Khi mà chúng ta đang khó khăn Mà chúng ta vượt lên được Lúc đó sẽ là lúc mà chúng ta có được sự hạnh phúc Hạnh phúc và khổ đau đơn giản chỉ là một Và hạnh phúc và khổ đau nó tồn tại ngay trong bạn Nó tồn tại mỗi ngày, mỗi phút Thậm chí là mỗi giờ, mỗi giây Trong mỗi giờ, mỗi phút của bạn ạ bạn có thể có rất nhiều điều đau khổ, rất nhiều điều hạnh phúc nó đến cùng một lúc Nhưng mà nếu mà chúng ta quá tập trung vào đau khổ Chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy đau khổ mà thôi Và chúng ta không biết hạnh phúc là gì Để tôi ăn ví dụ nhé Tuệ An đang ngồi đây và nói chuyện với các bạn này Và thực sự thật là Tuệ An Các bạn thấy là livestream suốt trong những ngày qua Sau cái khóa tu thiền và và làm thiện pháp của mình trở về 10 ngày đi tu thiền và làm hiện thiện pháp sau đó thì tối nào cũng livestream và ban ngày thì cũng làm việc với cường độ như vậy nếu mà nói về sự cực nhọc trước là nó cực nhọc hơn hơn ngày xưa khi tuệ an đi làm thuê rất nhiều nhưng mà cực có khổ không tại vì bây giờ mình thấy mình cũng cực hơn á nhưng mà mình chả thấy khổ gì cả mình thấy rất sung sướng với cái sự cực đó Vậy thì ngay trong mỗi giây phút này Cái sự khổ và cái sự sướng ấy, Nó tồn tại song song nhau Chỉ có điều là chúng ta chọn nhìn vào cái điều gì thôi Hoặc có rất nhiều bạn đang xem livestream này Và nói rằng tôi đang rất bế tắc với các mối quan hệ Tôi đang sắp ly hôn, ly thân đến nơi rồi Thế nhưng Đấy là bạn nhìn vào cái điều khổ của bạn Mà bạn cho là khổ Nhưng bạn nhìn lại này Bây giờ mình vẫn còn đang hít thở được với nhau mình vẫn còn đang có mắt sáng để nhìn được cái livestream này với nhau mình vẫn còn đang có tai thính để nghe được livestream này với nhau đó là sướng đó có nghĩa là sướng và khổ nó được song hành trong từng phút giây và cuộc đời này của mình cũng thế những điều như ý mình những điều không như ý mình như ý mình không như ý mình vui rồi buồn vui rồi buồn nó sẽ mãi mãi đan xen nhau như thế và vấn đề là nếu như mình nhìn vào điều vui thì mình sẽ vui Mình nhìn vào điều buồn thì mình sẽ buồn Một trong những cái giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời Tuệ An Đó là những năm 2018 Tầm hè năm 2018 Khi mà Tuệ An bắt đầu bị vỡ nợ lần nữa Tại vì cuộc đời vợ chồng mình cũng bị vỡ nợ nhiều lần lắm Vỡ nợ nợ nần nhiều lần lắm Năm 2016-2017 là ông xã của mình phá sản. Sau đó thì hai vợ chồng vực lên được một chút xíu và đến năm 2018 thì bản thân mình lại uh, mất hết tiền sau một vài vụ đầu tư. Lúc đấy là có những phong trào đầu tư tiền ảo này, rồi uh, bất động sản này, rồi uh, cái gì nữa nhỉ? Forex, chứng khoán gì gì đó. Nói chung là mình chơi đủ cả và lúc đó thì mất hết. Và đó là một trong những giây phút mà uh, tính từ thời điểm mình sinh ra đến giờ có lẽ là đen tối nhất và mất nhiều nhất. Và lúc đó thử, sự thật là Tuệ An cũng bị chìm vào đau khổ trong khoảng 3 ngày. Chìm vào đau khổ, chìm vào sự sân giận, chìm vào sự hối hận 3 ngày. Khi mà mọi những cái cố gắng của mình bao nhiêu năm trời bị bị tiêu tan và niềm tin của mình cũng bị mất. Mình nghĩ là người nọ lừa mình, người kia lừa mình và mình sân giận với họ và mình chìm vào đau khổ và mình không thể ngủ được, mình không thể ăn được và lúc nào cũng trong trạng thái ức chế sau đó đến ngày thứ ba thì tôi an tự nhận ra một điều rằng nếu mình tiếp tục mình ngồi như thế này tiền mất đi rồi cũng không lấy lại được mối quan hệ đã đổ bể rồi cũng không lấy lại được còn mình tiếp tục làm khổ bản thân mình như thế này chỉ có mình là khổ nhất thôi và mình nhìn xem là mình còn cái gì nào thì lúc đấy tôi an nhìn thấy là à bên cạnh cái sự khổ mà mình đang cho là khổ đó mình vẫn còn rất nhiều điều sướng Điều sướng đầu tiên là mình vẫn còn sống Điều sướng tiếp theo là mình vẫn còn tay chân Cơ thể này Không mất đi bộ phận nào hết Điều tiếp theo nữa là mình vẫn còn cái trí tuệ này Có nghĩa là Mình có thể làm lại Mối quan hệ có thể lấy lại, có thể gây dựng lại tiền bạc cũng như vậy. Vậy nếu ai đó đang đau khổ về rất nhiều những cái yếu tố bên ngoài, như là tiền bạc nợ nần vật chất mối quan hệ chồng con thì bạn hãy hiểu rằng đó chỉ là cái ngoại cảnh thôi và khi cái ngoại cảnh đó đến nó dạy cho mình một cái bài học gì nó dạy cho mình là khó khăn đến hãy vun bồi nội lực để vượt qua khó khăn còn nếu bạn không vun bồi được nội lực để để vượt qua khó khăn thì khó khăn nó sẽ nhấn chìm bạn vậy khi mà mình chọn vun bồi nội lực để vượt qua khó khăn thì lúc đó dần dần mọi chuyện được được thay đổi khi mình bắt đầu nhìn vào là cái thời điểm đó mình còn sướng cái điều gì và mình nhìn vào cái điều sướng đấy mình biết ơn cái điều gì vậy dù là bạn đang cực khổ đến mấy vẫn sẽ có những điều bạn có thể biết ơn bởi vì hạnh phúc và khổ đau nó tồn tại song hành với nhau khi chúng ta đang khổ mà chúng ta vượt thoát được cái khổ đó chính là hạnh phúc mà khi mà chúng ta có hạnh phúc rồi mà chúng ta lại dính mắc vào cái hạnh phúc đó. Ồ hạnh phúc của mình, chồng của mình, con của mình, tiền của mình, nhà của mình, xe của mình. Để rồi đến một ngày những cái đó nó mất đi thì lúc đó bạn sẽ đau khổ lần nữa. Vậy chúng ta sẽ không thể biết được giá trị của đau khổ là gì nếu như chúng ta không học được những bài học mà nó mang lại. Và chúng ta sẽ rất sợ đau khổ. Nhưng chúng ta không biết rằng đau khổ và hạnh phúc chỉ là một Các bạn hiểu không ạ? Nếu như các bạn hiểu điều này Hãy comment xuống phía dưới là hiểu nhé Và nếu như bạn nào còn đang khổ á Mà hiểu điều này thì cũng nghĩ lại xem mình có sướng cái điều gì không? Mình có cái điều gì để sướng không? Giống như là rất nhiều người đã không được sinh ra đời Mà mình được sinh ra trên cái cuộc đời này Đấy là mình đã sướng hơn rất nhiều người rồi nếu bạn hiểu hãy comment phía xuống phía dưới là hiểu nhé và khi mà tuệ an vẫn hay khuyên mọi người mà đang đau khổ á, đó là đừng có ngồi đó mà khổ đừng ngồi đó mà khóc mà hãy bước đi đi để bạn đối diện với tận cùng của nỗi đau á, để bạn hiểu là nỗi đau thật sự trên cuộc đời này nó là gì thì lúc đó bạn sẽ hết khổ nhanh thôi à, giống như là có những đứa trẻ sinh ra nó đã chả biết mặt mẹ cha mình là ai rồi có những đứa trẻ nó đã không biết được cha mẹ mình là ai rồi nó lại còn bị một ai đó rất là độc ác mổ bụng của nó để lấy đi một vài bộ phận nội tạng và sau đó vứt bỏ nó và may mắn cái đứa trẻ đó được một vị sư thầy thấy nó ở trong cái mọc máu me bé bét nhận về nuôi và khi mang đến bệnh viện để khâu lại cái bụng thì mới phát hiện ra là bị mất ba bộ phận nội tạng vậy một đứa trẻ có vài tháng tuổi mà đã phải đối mặt với tận cùng cái khổ đau về thể xác và cả về tinh thần như vậy bạn nghĩ đó có phải là tận cùng của khổ đau không so với cái khổ đau đó thì cái khổ đau của mình nó có nhỏ xíu không vậy nếu ai đó đang thấy cái nỗi khổ của mình đang rất lớn bạn hãy đứng dậy và bạn đi đến những cái nơi tận cùng đau khổ bạn sẽ thấy nỗi khổ của mình chẳng là gì để mà đến những cái nơi tận cùng đau khổ những người mà hiến thân cả thân mạng mình để phụng sự cho cộng đồng họ rất là cực nhọc mỗi ngày họ làm rất nhiều việc họ chịu rất nhiều áp lực và rất nhiều khó khăn vậy mà chẳng bao giờ họ than khổ hết á lúc nào họ cũng cười lúc nào họ cũng tươi bởi vì khi chúng ta quên mất cái bản ngã của mình thì lúc đó chúng ta sẽ chẳng thấy khổ nữa